kính ừ. thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và hôm nay được cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi và ký giả từ Hoa Đình Đúng nhà báo Nguyễn Văn Khanh. Thưa quý vị, hân hạnh chào anh và chào tất cả quý vị. Dạ vâng và từ San Jose một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Cali Today và gửi lời chào đến anh Xuân Nam. Tôi xuống California lần này có rất nhiều chuyện rất là vui. Trước hết là vâng dành một hai ngày để thăm bạn bè, những bạn yeah. bè cũ học chung với nhau, bạn bè tiểu học cũng có, bạn bè trung học cũng có và bạn bè sư phạm thì cũng có. Rốt cuộc thì gặp nhau tay vất mặt mừng đó là một cái điểm đáng quý. Mà nhưng mà cái đáng quý hơn nữa thưa quý Xuân Nam và thưa cũng với là quý vị thính, à, khán thính giả của truyền hình uh, Cali Today là tối ngày hôm qua tức là tối ngày chủ nhật, chúng tôi được đi uh, có mặt trong cái buổi tiệc gây quý cho trung tâm việt ngữ văn lang tôi phải thú thật với anh xuân nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả tôi chưa bao giờ tôi cảm động như là tối ngày hôm qua lý do rất là dễ hiểu tôi ở việt nam thì tôi đi dạy học sang bên này cái thời gian đầu tiên thì cũng đi học lại rồi cũng đi dạy học Thì ra là đến khi mà nói đến chuyện mà đi dạy học là tự nhiên cái lòng mình nó nó xôn xao nó lạ lùng lắm thầy anh xuân nam giống như là cái ngày thủ bé mà mình cấp sách đến trường Và đó tôi hôm qua tôi gặp lại những người bạn không quen nhưng mà hãnh diện được gọi là đồng nghiệp những người mà họ đã từng sinh hoạt với lại trung tâm viện ngữ văn lang cho tới 40 năm trời có những người 35 năm có những người 30 năm vân vân và vân vân tôi thấy có ba điều điều thứ nhất là cái tâm huyết của họ thì là họ họ có tâm huyết cái tấm lòng của họ thì họ có tấm lòng cái khả năng thì họ có khả năng có thể nói là họ dư thừa cả tất cả những điều mà tôi vừa nói họ chỉ thiếu có một điều tức là họ thiếu cái phương tiện để họ làm những công việc mà họ thấy là cần thiết phải làm và rõ ràng là như vậy thì anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả tôi thấy là ở không phải là chỉ một mình trung tâm Việt ngữ Văn Lang ở San Jose mà tất cả trung tâm Việt ngữ nào ở trên toàn thế giới này thì cũng đều thiếu cái phương tiện thành ra là họ cần những sự trợ giúp của chúng ta ngày hôm qua thì có một người có một lời phát biểu mà tôi thấy rất là hay lời phát biểu đó nói rằng là không phải là các em đi học mà ngay chính là những ông bà các em còn đến với trung tâm việt ngữ còn đi học việt ngữ là bởi vì ông bà và cha mẹ thành ra là bởi như vậy ông bà và cha mẹ có trách nhiệm là phải khuyến khích các em và để các em đi học và đừng quên tiếng việt tôi cũng còn nhớ rằng là tôi có một người bạn rất là hay anh Sơn Nam hôm yeah. qua anh vâng anh ngồi anh kể với tôi một câu chuyện anh bảo rằng là anh cho con đi học Việt, à, tiếng Việt không có không có đòi hỏi là con phải viết một lá thư thật dài cho cho ông bà cho cha mẹ không đòi hỏi thế là con phải nói những cái lời chúc Tết với ông bà với cha mẹ mà anh chỉ ước mơ anh chị cho con đi học tiếng Việt chỉ ước mơ có một điều khi mà đến tiệm Việt Nam thì con cầm cái menu lên và con có thể đọc được tức là cơm tấm bì sườn chả bún bò huế vân vân và vân vân tôi thấy đó rõ ràng đó là một cái điểm rất là hay và anh ấy bảo anh bảo là cái chuyện gì thì nó cũng phải đi qua cái bao tử Rồi mới lên trên trên cái đầu thì ra rốt cuộc anh nói là tôi anh bảo với tôi anh bảo là tôi, anh chỉ cần mong cho con đi học cầm được cái menu và biết à hôm nay là đi ăn phở con gọi một tô đặc biệt có bỏ viên cộng với lại tái nạm gầu gân sách chẳng hạn là như vậy anh bảo đó là cái niềm vui của anh và anh thấy đó là cái sự hân hoan dẫu sao chăng nữa thì thưa anh xuân nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả tôi cảm ơn trung tâm việt ngữ văn lang uh, đã cho tôi có cơ hội được ngồi ăn cơm chung với lại những thầy giáo cô giáo những đồng nghiệp những người họ không tốt nghiệp trường sư phạm như tôi nhưng mà họ làm cái công việc cái công việc của họ cao cả hơn là cái công việc của những người đã từng tốt nghiệp sư phạm như tôi đang làm đó là điểm thứ nhất cái điểm thứ nhì tôi cũng xin được cảm ơn trung tâm việt ngữ văn lang giúp cho tôi có cơ hội được gặp gỡ với lại phụ huynh gặp gỡ với lại các em đó là một cái điểm đáng quý và cái điểm quan trọng nhất xin phép được nhắc lại tất cả những người tôi gặp ngày hôm qua họ có thừa tất cả họ có đủ tất cả và họ chỉ thiếu có một điều là họ chỉ thiếu cái phương tiện để mà họ làm những điều cho chúng ta họ làm những điều mà chúng ta mơ ước làm mà chúng ta không có cơ hội để làm đó là dạy dỗ con em mình đọc tiếng việt biết tiếng việt kể cả là đọc được cái menu của cái nhà hàng thưa anh, một lần nữa xin quý vị mở rộng uh, lòng hảo tâm giúp đỡ cho các trung tâm việt ngữ giống như là lời kêu gọi của trung trung tâm việt ngữ văn lang ở tại san jose mà tôi có dịp nói chuyện và gặp gỡ ngày hôm qua đó là cái câu chuyện mở đầu cho cái buổi nói chuyện của tôi với anh Sơn Nam ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta, chúng ta bây giờ chúng tôi xin được trở lại để nói chuyện về vấn đề chính trị của Hoa Kỳ. Xin mời anh Sơn Nam. À, thưa quý vị, trước khi qua chính trị Hoa Kỳ, cha Nam nói một hai chút về Trung Đông Bình Ngữ. Ngày hôm nay thì anh Khanh có một chút tâm tình tiết lộ, một chút nghề nghiệp cuộc đời của anh ta. Bỗng dưng tôi thấy cái khoảng gần gũi với tôi bên khanh gần hơn thêm chút xíu nữa quý vị biết sao tôi vốn dĩ lòng thầy giáo tốt nghiệp đọc sư phạm đi dạy anh văn và khoảng 10 năm và sau khi đó tôi qua làm báo nhưng mà tôi cũng là ông giáo già thì cái cái mà cũng là thầy giáo của sư phạm chung bên người văn khanh mặc dù anh khanh thì có lẽ trên thế hệ trên tôi một chút nhưng mà cũng làm một lò ra và cái thứ hai cũng đi làm báo theo anh khanh tôi cảm giác rằng cái khoảng gần gũi giống nhau giữa tôi và anh khanh nó càng ngày lớn hơn và cái chuyện mà viện ngữ văn lan nó như thế này tôi thưa quý vị rằng nói cái sách mấy cái chứng gia đình tôi cảm ơn viện ngữ văn lan bởi vì sao tôi có những đứa cháu để bên này con của những anh em mình không nó không biết tiếng Việt Không nói tiếng Việt Không đọc tiếng Việt Mà học ở Văn Lan Bây giờ nó ra Nó biết nói tiếng Việt Dù nó vẫn like giọng Mỹ Vẫn đơ đớ Nhưng mà nói, đọc, biết Rất là giỏi Thì Văn Lan đem cái niềm vui Đối với gia đình chúng tôi Cho nên tôi, tôi nghĩ rằng Quý vị đều có thể đến Văn Lan Và Ở đây cái nhiều trường viện ngữ đó À, trường nhiều thì vẫn ngữ nhưng mà đến trường nào cũng được không biết đến văn lang không Đấy không nhưng mà cái việc mà cho con mình đến trường học đó, thì nó giống như gia đình chúng tôi bây giờ tôi có những đứa cháu nội cháu ngoại nó chỉ biết cơm phở nó chỉ biết mấy, 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 mấy chữ thôi thì bây giờ chúng tôi cũng đã nói là bây giờ tới con tới thế là cháu chờ nó đủ 10 tuổi thì chúng tôi cũng sẽ đưa nó vào trong, trong trường Việt ngữ Văn Lang hoặc là về nguồn một số trường biệt ngữ ở đây để cho cháu học tiếng Việt Vì gương của mấy bà cô mấy ông chú cũng nhờ mấy trường biệt ngữ mà các cháu biết tiếng Việt nói tiếng Việt đọc tiếng Việt khá hơn nhiều mặc dầu còn lớn lớn tiếng Mỹ thì có thể nói rằng trong cái ý nghĩa như vậy thì tôi rất là cảm ơn Văn Nam cảm ơn bề nguồn cảm ơn việt ngữ Đức Viên thấy không? đã góp đào tạo rất là lớn cái tiếng Việt cho thế thứ hai, thứ ba và thậm chí những thế sau này nữa cho con em chúng ta và trong công trình như vậy thì đó là chuyến đi của anh của khăn từ Hoa Đốn về sang đây tuần này được xem là có ý nghĩa rất là cảm ơn anh. Dạ vâng cảm xin anh... được cảm vâng cảm ơn Sơn Nam và cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thề Sơn Nam. Dạ thưa quý vị bây giờ như thường, thường lệ thì ừ. anh Khanh nói chút về cái những gì diễn biến mới đang diễn ra tại Hoa đúng không Dạ vâng. Thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy rằng là trong tuần vừa rồi tôi có hai cái diễn biến rất là quan trọng. Trước hết là cái diễn biến về vấn đề kinh tế. Như là có lẽ là quý vị khán thính giả của truyền hình Kelly Today cũng đã rõ là ông Jerry Powell là ông chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang cho các bài diễn văn đọc ở tại Wyoming hôm thứ sáu vừa rồi. Thì ông nhấn mạnh một điều, ông bảo rằng là cái tình trạng lạm phát thì vẫn còn và cái cách và uh, cái cách để mà giải quyết vấn đề đó tức là trong thời gian sắp đến thì ngân hàng chế trên là bang sẽ tiếp tục tăng cái mức tiền lời họ tăng cái mức tiền lời để cho cái số tiền bơm vào cho nền kinh tế nó giảm bớt đi người dân sẽ giảm bớt cái chi tiêu và đó là cái cách giải pháp để mà giải quyết vấn đề lạm phát hay nhất tôi biết rằng là cái đó là cái cái trở ngại lý do là bởi vì sao thưa Văn Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả khi mà tăng tiền lời thì là để cứu giải quyết lạm phát thì đương nhiên là nền kinh tế nó sẽ khó phát triển đó là cái điểm đầu tiên và cái điểm thứ nhì là ai cũng nhìn thấy là hôm thứ sáu rồi cho đến sáng ngày hôm nay cho đến giờ phút này khi mà chúng tôi thưa chuyện của bé xuân nam và quý vị khán thính giả thì là nhìn thấy rõ ràng là cái thị trường chứng khoán nó đang xuống dốc thị trường chứng khoán đang xuống dốc là vì không biết là rồi cái, cái mức tiền lời mà bên ngân hàng chỉ chính là bang sẽ đưa ra trong thời gian sắp đến là bao nhiêu đây là cái dự đoán của tôi cái dự đoán của tôi là họ không phải tăng chỉ có một lần họ không phải chỉ tăng hai lần mà tôi nghĩ là từ bây giờ cho đến sang năm cho đến mùa hè sang năm họ sẽ phải tăng ít nhất là ba lần trong những lần đó thì đương nhiên là họ sẽ tăng không có nhiều nhưng mà độ chừng 0.5 phần 0.75 phần trăm nó cứ gom từ 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 và thưa với Xuân Nam và thưa cùng với là quý vị khán thính giả hy vọng là sẽ giúp để mà giải quyết các vấn đề lạm phát nhưng mà xin phép được nhắc lại một lần nữa ngay chính ông ngân hàng dự trữ liên bang cũng bảo rằng là ông biết cái này sẽ gây khó khăn gây khó khăn cho thị trường lao động gây khó khăn cho nền uh, mức phát triển kinh tế của quốc gia và ngay cả cái mức thu nhập của các công ty cũng như là cái mức chi tiêu của những gia đình ông bảo rằng nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn chúng ta phải chấp nhận và tôi thấy rõ ràng là bây giờ là chúng ta phải chấp nhận tôi cũng phải xin phép được nhắc lại ở đây một điều là tôi thấy là trong chính sách uh, chính quyền của ông Biden cũng như là ngân hàng dự trữ liên bang đã sai lầm trong cái thời gian đầu tiên tôi còn nhớ là khi mà bắt đầu thấy giá cả bắt đầu tăng lên thì tất cả mọi người đều đều bảo là ô chuyện nó không sao cả uh, tăng chút xíu rồi là sau đó nó sẽ xuống ngay bây giờ mà không ngờ rằng là những những người mà đặc trách những người mà đảm trách về vấn đề uh, chính sách quốc gia và tiền và chính sách và tiền tệ của quốc gia họ không nghĩ đến rằng là đó là cái mức lạm phát thật sự họ nó đến và họ ở lại và kéo dài thành ra là bởi như vậy cái lúc đầu họ đã sai thì ra là bây giờ thì phải đi tìm cách để mà cứu vãn ở đây tôi không muốn trách trách cứ ai hết nhưng mà tôi hy vọng rằng là từ bây giờ trở đi ngân hàng dự trữ liên bang là một bộ tài chính là hai ủy hội đồng kinh tế quốc gia của ông biden là ba họ sẽ có một cái nhìn rõ hơn một cái nhìn đúng hơn về cái nền kinh tế của quốc gia, về cái mức lạm phát mà người dân Hoa Kỳ phải gánh chịu để họ đưa ra những cái quyết định đúng hơn là cái quyết định mà họ đã từng đưa ra cách đây hơn một năm trời. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ nhì thì theo anh Sơn Nam tôi thấy rằng là cái chuyện đi uh, FBI uh, đi lục soát nhà của ông ông cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để mà thu thập lại những cái tài liệu mà ông cố ý ông mang về hoặc là thế nào đó thì tôi chưa rõ nhưng mà rõ ràng là cái câu chuyện đó là câu chuyện đang tạo ồn ào và sẽ tiếp tục tạo ồn ào. Tôi nhớ là ngày hôm qua là thượng nghị sĩ Graham của tiểu bang South Carolina trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Fox News ông có nói một điều. Ông bảo rằng là ông ông tin là, là dân Mỹ sẽ tràn xuống đường để đi biểu tình. Họ đi biểu tình để bày tỏ cái thái độ bực dọc, cái thái độ bực tức có thể là dẫn đến căm phẫn của họ đối với lại quyết định của bộ tư pháp và cơ quan FBI. Theo như lời thượng nghị sĩ Graham thì ông bảo rằng là uh, cái hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ nó đã bị lạm dụng và bây giờ là nó nó đã bị chính trị hóa. Ý ông muốn nói tức là dưới quyền của ông Biden thì là sẽ đi tìm cách và bằng mọi cách để mà đi uh, truy lùng tội uh, truy lùng uh, uh, đi lục soát để ra đề nhà của ông Trump là sẽ tìm những cách để mà gây khó khăn cho ông Trump, kể cả những khó khăn về luật pháp. Tôi thì tôi xin phép được thưa Văn Xuân Nam như thế này. Tôi biết và tôi nghĩ rằng là ngay cả ông tổng trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ cũng như là ông giám đốc cơ quan FBI của nước Mỹ, họ cũng biết, họ biết rằng là đi lục soát nhà riêng của một vị cựu tổng thống, và đặc biệt nhất vị cựu tổng thống đó là ông Donald Trump sẽ gây một cái ảnh hưởng rất lớn về mặt chính trị cái điểm đó là cái điều ai cũng biết cái điểm đó nhưng mà thưa với anh tôi lại để ý thấy là, là ông 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 thượng nghị sĩ cộng hòa ông ông ram ông quên một cái điều quan trọng là khi mà người ta làm việc là người ta làm việc với vấn đề luật pháp chứ người ta không phải làm là tức là trí công vi tư và tôi tin rằng là ở cái hệ thống luật pháp của nước mỹ tại sao tôi tin là cái hệ thống của luật pháp của nước mỹ tôi nhìn thấy rõ ràng đó không phải là một hệ thống hoàn hảo nhưng mà đó là một hệ thống mà khiến mà chúng ta có quyền hãnh diện có quyền là một công dân Hoa Kỳ chúng ta có quyền hãnh diện về những cái việc mà Bộ Tư pháp và cơ quan FBI làm khi mà họ lục soát như vậy cho đến giờ phút này anh phải để ý thấy một điều họ chưa nói gì là ông Trump có tội hay không có tội họ vẫn đang tiếp tục mở cuộc điều tra và nên để cho họ thực hiện cuộc điều tra cho đến khi mà có cái kết quả cuối cùng thay vì là để tìm cách để mà gây rối như là thượng nghị sĩ Graham đã làm hoặc là một số vị thượng nghị sĩ một số dân biểu khác đã làm tôi cũng phải thưa thêm một điểm cái điểm của tôi là giả sử đây là họ đi lục soát nhà của ông Biden thì sao tôi nghĩ là thượng nghị sĩ Graham sẽ không có lên tiếng binh vực cho ông Biden như là ông binh vực cho vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ lý do là tại sao bây giờ là mọi người của đảng cộng hòa ôm lấy ông ôm lấy ông Donald Trump thành ra họ luôn luôn họ nói tốt cho ông Trump họ quên một cái yếu tố rất là quan trọng là biết đâu chừng ông Trump là một đang là một kẻ bị điều tra nhưng mà bây giờ họ đã đồng lõa với ông Trump để coi ông Trump như là một, người một uh, như như là một người như là một nạn nhân của một cái âm mưu chính trị và thứ thật với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả cái âm mưu chính trị đó là do chính tự họ họ vẽ ra chứ không phải không ai không có ai cá nhân tôi ít nhất là cá nhân tôi tôi không nhìn thấy các âm mưu chính trị như là thượng nghị sĩ Graham của đảng cộng hòa hoặc là các vị dân chủ các vị dân dân cử của đảng cộng hòa đang nghĩ đến đó là cái câu chuyện thứ nhì mà tôi muốn thừa với anh Xuân Nam trong buổi nói chuyện ngày hôm nay bây giờ xin được trở lại San Jose trở lại studio ở San Jose với anh Xuân Nam giờ yeah, thưa quý vị đó là một câu hỏi mà không phải ít người hỏi và dân chủ cũng hỏi không đảng cũng hỏi và một số người đảng viên cộng hòa cũng hỏi thế này Trang nhớ ông bữa qua trong chương trình nói chuyện của anh mùi anh cái trích ra một câu dẫn chứng mà tôi quên cái người đó nhưng tôi nhớ người đó là cựu chủ tịch của đảng cộng hòa ông đặt câu hỏi thế này sau khi bọn trâm đó bừa cái, cái tim lục soát nhà ở Florida đó thì ông Trump lên tiếng cái đó bà con xuống đường biểu tình la hét tùm lum thậm chí tại con đất thi kết các cơ cũng xông vào trong, trong văn phòng FBI thì phản đối và bị bắn chết ngay tại văn phòng người ta tưởng đất nước bị sẽ bạo loạn đến nước Mỹ sẽ chìm hai nhưng mà cho đến giờ này thì câu của ông cựu chủ tịch đảng cộng hòa ông tên gì đó tôi quên tên trong chương trình của mùi nói chuyện tối hôm qua thì ông tuyên bố thế này đâu rồi những người ủng hộ Trump không còn thấy xuất hiện trên đường phố nữa. Thì ý ông muốn nói là bây giờ có lẽ người dù người ủng hộ Trump vẫn đã nhìn ra được cái sự thật, cái sự phạm lỗi của ông Trump và họ không còn xuống đường, không còn phản đối nhiều nữa. Thì anh Khanh làm người Cộng Hòa, anh nghĩ gì về cái dân xét của ông cựu du lịch Đảng Cộng Hòa? Tôi nghĩ tôi thì tôi lại nghĩ khác. Tôi <laughs> nghĩ rằng là hiện tại bây giờ là những người ủng hộ ông trump đang không hài lòng với lại ấy, bộ tư pháp cũng như là cơ quan fbi của hoa kỳ họ cũng có những cái lý do nhưng mà những cái lý do của họ thưa ven xuân nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả họ nghĩ rằng là họ có chứng cớ nhưng mà họ không có chứng cớ nên nhớ rằng là cuộc điều tra đang diễn ra là cuộc điều tra này trước hết là tại sao tại sao những tài liệu mật tài liệu tối mật tối tối mật lại có mặt ở tại nhà của cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Chắc chắn là phải có một người nào đó mang về và chắc chắn người ta tin rằng là có lẽ rằng là ông Trump là cái người đưa ra cái quyết định là mang những cái tài liệu này về. Tức là những cái tài liệu là tài liệu của chính phủ, tài liệu là tài liệu công nhưng mà ông Trump mang về để làm của riêng. Ông Trump mang về làm của riêng làm gì thì tôi không biết. Nhưng mà ông Trump cũng cần phải hiểu một điều là là tôi và tôi tin là ông Trump đã được các luật sư của ông nói cái điều này Tức là khi mà ông rời tòa bạch ốc Tài liệu của tòa bạch ốc Tài liệu của chính phủ Để lại ở văn phòng Không có mang về nhà Đó là cái điểm đầu tiên Cái điểm thứ nhì nữa Là ông cựu chủ tịch của Đảng Cộng Hòa Nói rằng là Bây giờ đó là những người của ông đang Trâm nhìn ra vấn đề Tôi không tin họ nhìn ra vấn đề Tôi thú thật với anh Xuân Nam Và thưa cũng với là quý vị thính giả Tôi đã có một lần nói chuyện riêng với Xuân Nam và bây giờ thì anh Xuân Nam cho phép để tôi tiết lộ cái câu chuyện này hay là nói dùng chưa tiết lộ nghe nó lớn quá nên là cho tôi công khai hóa cái điều mà anh em mình trình bày tôi có nói với Xuân Nam như thế này ông Donald Trump là một nhân vật rất là đặc biệt ông bây giờ ông là người uy tín nhất của đảng cộng hòa ông là người uy quyền nhất của đảng cộng hòa và tôi tin rằng là nếu mà ông Donald Trump kêu gọi người ta phải lập về kéo nhau về Florida lập chiến khu để bảo vệ cho ông chắc chắn là cũng sẽ người làm Bao nhiêu người thì tôi không rõ Nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ có người làm Nhưng có một điều mà tôi phải đồng ý Tức là cái chuyện mà nước Mỹ sẽ chia đôi Rồi là người ta sẽ xuống đường Vân vân và vân vân Giống như là ông Lindsey Graham nói chuyện ngày hôm qua Thì thú thật là tôi chưa nhìn thấy Và tôi cũng sẽ tôi cũng mong rằng là Cái điều đó sẽ không xảy ra Nên nhớ, nên trả sự thật về cho sự thật và ngay chính các chính trị gia cộng hòa cũng cần phải làm điều đó trả sự thật về cho sự thật để cho cơ quan FBI và bộ tư pháp Hoa Kỳ tiếp tục cuộc điều tra mà họ thấy là cần thiết phải thực hiện đó là cái điểm mà tôi trình bày và hy vọng đã trả lời câu hỏi mà anh Xuân Nam đặt ra. Yeah. Tôi thì tôi nhìn thêm chút xíu nữa này lâu nay chúng ta nghe Trump tuyên bố một câu kinh hoàng là nếu tôi ra ngay cái đại lộ số 5 đó, ở New York mà đã xuống bắn mọi người chết đó, thì cũng không có chuyện gì xảy ra đó. cái điều tôi cho thấy rằng ông Trump cho rằng bất cứ cái việc gì chúng ta làm đúng hay sai kể cả giết người không ai làm được gì chúng ta cái thái độ đó cái suy nghĩ đó tôi nghĩ nó dẫn đến cái sự bất cẩn cẩu thả trong việc tùy tiện đem tài liệu về nhà bây giờ chúng ta chưa biết được trong tài liệu nó có những tài liệu chứa cái gì và ông ta tuyên bố đã giải mật rồi nhưng mà ngay cả những người trong nội các của ông ta bây giờ nói cái tiến trình giải mật thủ tục giải mật không thấy đâu hết thì sự thật cái điều nào ông nói đúng điều nào ông nói sai điều ta ngụy biện điều ta bị chuyện điều ta nói nói dối nó đang mess up lẫn lộn hết cho nên tôi rất là đồng ý với câu nói của nguyễn văn khanh hãy để cho fbi cho tòa án cho bộ tư pháp họ làm công việc công minh chính đại tôi nghĩ họ không dám làm việc bậy tại vì họ làm việc đảng phái bậy thì ở nước mỹ trong này nước mỹ đã yên và một lực lượng đang của họ đông như vậy đã yên cho nên họ sẽ làm công minh chính trị chính trực và khi công minh chính trực ra đó, chúng ta sẽ biết được đâu là sự thật và nên có thái độ như thế nào cần thiết thì tôi nghĩ cái đó thái độ về dặt đó là điều nên kể cả người ta là cộng hòa hay dân chủ bên trung chống trung không bên không chống thì tôi nghĩ cần không thái độ cái con đường cái approach đó cái đôi cái cách làm đó, đó nó có vẻ nó objective hơn nó có vẻ dựa trên sự kiện hơn tại chúng ta bây giờ là vì thương ghét chẳng hàng mưa mới nổ ra cái vụ sắt nhà một ông mà nhảy vô trong cái trụ sở FBI của Connecticut đã mang súng vào xong rồi trong đó thì bị bắn chết thì tôi nghĩ cái thái độ đó là là, là, là là, cuồng và không có lý trí và chúng ta không muốn trở thành những người cuồng lý trí là kể cái cuồng chống trùm và cuồng bên trùm trở lại thưa anh nha dạ vâng tôi hoàn toàn đồng ý với anh Sơn Nam tôi nghĩ rằng là chúng ta cần nên chờ đợi và chúng ta nên bình tĩnh trong cái thời gian chờ đợi để cho cơ quan những cơ quan công lực họ phải làm cái công việc của họ và chúng ta hãy chờ đợi để coi cái cuộc điều tra nó sẽ diễn ra như thế nào cho đến giờ phút này tôi xin phép nhắc lại một lần nữa là trong cái cuộc điều tra họ chưa nói gì đến ông trump cả mặc dù rằng là có những cái có những cái hành động họ chưa kết án ông trump nhưng mà có những hành động mà của cơ quan cơ quan FBI khiến cho người ta nghĩ rằng là ông Trump đang là cái mục tiêu mà cơ quan FBI nhắm đến cho cái cuộc điều tra này. Thưa Văn Xuân Nam và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, điều đó là cái điều không sai. Nhưng mà có lẽ là chúng ta đừng có nên vội vã để mà đi đến cái kết luận trước khi mà cái kết quả cuộc điều tra được uh, được công bố. Thành ra là tôi nghĩ xin quý vị xin tất cả mọi người những người Hoa Kỳ tôi tin rằng là đã cần đã cần đến lúc là ngay chính đảng cộng hòa cũng kêu gọi các đảng viên của mình là phải nên thật là bình tĩnh và chờ đợi xem là cái kết quả nó sẽ như thế nào trước khi chúng ta có thể nói chuyện được cái gì, chuyện gì xảy ra trong cái thời gian sắp đến đó là cái nhận xét của tôi thưa với lại anh Xuân Nam tôi nghĩ cái thái độ thận trọng dày dặn và khách quan như anh Khanh vừa nói có lẽ anh Khanh đang mất là làn sống việc vị tôi nghĩ cái thái độ thân trọng về giặc và khách quan làm thái độ hiện nay phải cần đến tại vì FBI cũng đã vừa rồi họ công bố một bản rút gọn lại của cái affidavit thì nó cũng đã cho thấy rằng họ đưa ra cái lý cớ để mà trục soát họ cũng có cái lý do của họ và qua đó ta thấy rằng một số báo chí của Hoa Kỳ cũng cho biết cũng cho biết rằng thì Nam đang nói tiếp với cho anh nói là sau khi mà FBI công bố bạn bạn rút gọn bạn giảng lược cái cái lệnh bắt cái lệnh khai thác khám xét thì người ta mới vỡ òa ra trên một số nhà báo viết cũng rất là cực đoan bên chống và bên 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 chống thì ngay cả trên bữa qua ngay breaking news giờ này trưa qua trên yahoo ra gì và biết đọc đọc từ đầy dân mình thường thường chúng tôi có thói quen là sáng sớm ngủ dậy đọc cnn fox and msnbc the hill một số nào trong đó có cái dâu thì trên Yahoo trang bìa mà breaking news ra gì thôi rồi còn chi đâu em ơi trump bị xa lưới và họ đưa ra cái ngày giờ công tay của Donald Trump á là không còn xa nữa. Mà ông ta tin đoán rằng có thể là ta không làm chuyện đó trước ngày bầu cử mà sau ngày bầu cử, để khi mà mọi thứ đó, nó 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 qua rồi thì chúng ta thấy đó cũng là một thái độ mà tôi cho rằng cái thái độ đó nó cũng làm thuộc loại mà Cực Dạ cái vâng. Là leftist, hoặc là rightist, dạ vâng. Chỉ có dạ, một vâng. cái điều duy nhất hiện nay là hãy để cho các cơ quan và luật sư vùng trung đối đầu nhau tại tòa án dạ và vâng khi, khi mà kết quả của phán quyết tòa án đó, theo tôi nghĩ một cách tương đối cái phán quyết của tòa án sau khi bên A và bên B đấu nhau rồi đó, dạ và vâng người ta sẽ đại bộ đảm đoàn họ sẽ rút ra một kết án một cái bản án như thế nào đó thì tôi nghĩ chúng ta nên dựa vào bản án đó dạ Vì vâng. sau khi hai bên đã tranh luận rất là nhiều đối chất rất là nhiều cải luân lý rất là nhiều thì cái cuối cùng cái đồng thuận của tòa án sẽ là cái chỗ bây nó tương tự vào bây giờ quý vị giống như tôi nói mấy bạn tôi vừa qua về, trong lúc tranh cãi tôi nói thế này giống như anh đi ra đường anh, anh mang kính màu xanh tôi mang kính màu đỏ tôi nhìn đời màu xanh và màu đỏ còn cái bản chất thực chất của cái đời màu gì đó thì không giống màu của tôi nhìn không giống màu của anh nhìn cho nên một điều chúng ta cần thiết là sự chờ đợi. Chúng ta nói nhau về thông tin và bàn luận. Nhưng mà cho rằng mình là duy nhất đúng và bàn án như vậy là tôi cho rằng chúng ta đi hơi xa. Cho lại bên khán giả. Dạ vâng, cảm ơn anh Xuân Nam rất là nhiều. Thưa bên Xuân Nam và thưa cũng là quý vị thính giả. Một lần nữa tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta Cộng hòa hay dân chủ, đảng phái hay không đảng phái, cứ ngồi yên, chờ đợi và bình tĩnh chúng tôi nghĩ rằng là cuối cùng thì chúng ta sẽ có được câu trả lời đừng có vội vã nghĩ rằng là họ đã làm sai họ đã cố ý thế này thế nọ vân vân và vân vân tôi thấy cái điểm đó là cái điểm hoàn toàn vô lý tôi thấy là ở phía bên những người ủng hộ ông trump trong đó có những anh em bè bạn của tôi họ đưa ra những cái lý do mà tôi thấy rất là buồn cười chẳng hạn như là chuyện ai tổng thống nào thì cũng mang tài liệu mật về nhà cả mà mà họ không có được cái chứng cứ Thành ra là chỉ nói cho vui mà thôi Tôi thấy là nói cho vui thì không có hay Mà đôi khi là nói cho vui là không có lợi Không có lợi cho cuộc điều tra Và đôi khi lại có tạo cái ảnh hưởng bất lợi Cho cựu Tổng thống Hoa Kỳ đang nói trong Nói tóm lại Xin tất cả mọi người hãy bình tĩnh Và chờ đợi Chờ đợi rồi chúng ta sẽ có ngày Chúng ta biết được cái kết quả Và cái sự thật nó như thế nào Xin được trở lại với lại anh Xuân Nam ở studio. Dạ thưa quý vị có một người bữa qua tranh luận của chúng tôi họ nói vui lắm họ nói là cái người làm tổng thống 4 năm giống như cái nhà hàng mình thuê tiệc trong 4 tiếng đồng hồ vậy đó rồi mình tới ăn tiệc xong mình cho là bữa tiệc là của mình rồi mình đem tất cả ly chén đĩa bát mình thích mình đem về nhà hết bức tranh bức triết mình đem về nhà hết thì hành động đó là hợp pháp hay là phi pháp thì chúng ta đi cũng hơi xa nhưng mà những câu chuyện bên ngoài dòng sống mình ở các quán cà phê các nhà hàng bà con vẫn đem câu chuyện ra bàn tán cho thấy là chuyện rất hay nhưng quan điểm của chúng tôi bên khanh cũng đều cùng, điều, cùng bộ, bộ đồng ý với ông điều là gì hãy để cho các cơ quan chức năng nó làm việc các cơ quan chuyên ngành nó làm việc và khi tòa án làm việc xong đó thì nó có những kết quả như thế nào thì chúng ta họ biết nhiều hơn mình họ có data nhiều hơn mình họ có chứng cứ nhiều hơn mình họ được tranh biện tại tòa nhiều hơn mình, họ được tranh luận năng dâu nhiều hơn mình. Thì khi cái cuối cùng họ đồng thuận nhau về vấn đề nào đó, thì tôi nghĩ cái đồng thuận đó nó phe bên A, phe bên B, nó công bằng với bên D và công bằng bên 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 F, vân vân, nó công bằng với mọi bên. Thì lúc của ta có cái bạn đó, thì nó là một tài một cái cái, cái 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 cái, nền tảng để ta bàn thêm như bây giờ chúng ta không biết gì hết, bao nhiêu hết. á nghe lót thóc lót thóc một vài chuyện rồi ta đi đến kết luận thì tôi cho là hơi sớm thưa quý vị chơi trở lại với khanh nha dạ vâng xin được các ơn sơn nam rất là nhiều tôi thấy là có lẽ rằng là chúng ta đã trình bày cái câu chuyện này khá đầy đủ và có lẽ là quý vị khán thính giả của Cali Today đã biết được là cái quan điểm, cái lập trường của chúng ta như thế nào. Xin phép được nhắc lại một lần nữa. Cộng hòa hay dân chủ, đảng phái hay không đảng phái ủng hộ hay chống đối Thì xin quý vị hãy cứ chờ đợi xin bình tĩnh chờ đợi sẽ có ngày cái sự thật nó sẽ được phơi bày. Yeah. dạ có lẽ nó không bắt đầu đúng cái giờ mà chúng ta chia tay nhau trong chương trình ngày hôm nay cái điều cuối mà anh muốn gợi đến có cái gì nữa thư thưa anh hay là chúng ta chào tạm biệt dạ yeah, vâng đã, có lẽ là đã đến lúc chúng ta chào tạm biệt nếu mà có thêm một cái điều gì nữa thì sẽ, chúng tôi lại xin nhắc lại cái câu chuyện mà chúng tôi kể ngay lúc đầu chương trình và một lần nữa xin quý vị và quý khán thính giả của Cali Today cũng như là bạn bè của chúng ta kêu gọi mọi người hãy tiếp tay hỗ trợ cho những trung tâm Việt ngữ ở địa phương của mình đó là cái ước mong của chúng tôi cho ngày hôm nay Để tiếng Việt còn nước Việt còn vẫn thấm thía lắm từ của Việt Để thấm đi bởi vì nếu chúng ta mất cái đó rồi cái con đường mà bè nguồn của mình con đường một chút còn lại của mình là ít lắm nó gần như không có thì chúng ta nên giữ đi cái gì được nên giữ thưa quý vị rồi, cảm ơn anh khanh kính chúc anh và tất cả quý vị một ngày bình an dạ vâng xin được cảm ơn anh xuân nam và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả hy vọng sẽ gặp lại anh xuân nam và quý vị khán thính giả vào tuần tới và một lần nữa từ washington Chúng tôi xin lỗi một lần nữa từ San Jose. Tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Cali Today. Cảm ơn anh già.